cái gì đấy? Anh ơi. Á bóng đây anh ơi. Ta đây. Bây giờ muốn gì đây? Sao chưa? Em sao chưa? Chúng mày làm cái gì đấy? Chúng mày làm cái nào đấy? Là tao. Mày muốn gì? Mày muốn gì? Mày muốn gì? Tố, đi ra ngoài. Nhưng mà chúng nó đã láo với anh mà. Anh bảo mày đi ra ngoài. Cút. Biến. Em xin lỗi em sao thế? Út. Ê, chúng mày đi đâu bóng rồi đi đánh nhau. Đại ca. Ta không có gì đâu đại ca. Đá bóng thì ít, gây sự đánh nhau thì nhiều. Mày đá láo à? Mày đá láo à? Còn này nữa, có nghe thấy không? Tai bị điếc không? Xin lỗi đại ca đi. Đi về. Dạ. Mày đá láo. Bỏ qua nhá, bỏ qua. À, Lâm Ly. Lâu lắm không gặp. Dạ anh. Bọn trẻ con nó không biết. Có gì thì chú bỏ qua cho chúng nó nhé. Không có gì đâu anh, đá bóng va chạm là chuyện bình thường mà. Thế dạo này em làm gì rồi? Em ở quán nhậu nhỏ nhà anh ạ. An phận thủ thường. Thôi, anh về đấy. Dạ, em chào anh. Anh đã bảo mày bao nhiêu lần rồi. Làm cái gì thì cũng phải bình tĩnh. Anh chưa bực thì làm sao mà mày phải bực? Nhưng mà chúng nó gây sự với anh. Bực thì bực, nhưng mà phải chấp nhận thôi. Chúng nó băng đảng đấy. Va vào phiền lắm. Em sợ thì chúng nó ấy. Mà cũng tại anh ấy. Nếu mà ngày xưa anh phất cờ thì bây giờ anh lớn ngang hàng như ông ấy rồi. Thôi, cà cốc cái gì. Anh làm anh của chúng mày là vui rồi. Băng đảng làm gì? Có nghĩa khí đến mấy thì cũng phải lấy tiền của người vô tội mà nuôi quân. Làm ăn tử tế, rảnh rỗi, đá bóng, thể thao xong làm vài cốc bia, thế là được rồi. Thôi, thành niên, thể thao thì không muốn, muốn đánh nhau. Hay là ông làm ca sĩ giống tôi đây này. Đủ món rồi, ra đây ngồi với anh nào. Hôm nay có món mới, anh Khánh và chú Tổ ăn thử xem có thể cho vào menu được không nhá. Này, anh Lâm sướng nhá. Vi nấu toàn món ngon. Thế mà em chả hiểu sao mà anh ăn mãi không thấy béo. Ăn bao nhiêu, dồn hết cả vào cho chị chú rồi. Béo làm sao được. À, hôm nay tiện thể anh cũng khoe với các chú nhá. Ôi. Cái anh này. Thế là mình có cháu rồi. Đang ăn uống. Toàn các em nhà mình. Làm sao mà phải xấu hổ. Đúng anh ơi, uống đi. Uống đi. Uống đi nào. Chúc mừng chị ạ. Ăn đi. Em xin phép ạ. Ăn đi. Em xin chào các anh ạ. Ui dồi. Này anh bảo ở lại cả anh Lâm đi. Anh ơi, em phải chạy đi. Tại vì hôm nay là hát cái chương trình lớn, nó bắt phải check âm thanh trước. Xong rồi ở lại cả anh Lâm nhá. Em đi anh nhá. Ok. Vâng ạ, thôi em đi đi. Chào anh ạ. Kia nhìn như là ca sĩ Vũ Thị Khánh ấy nhở? Nhìn giống giống vậy. Mà ca sĩ gì xăm trổ nhìn như giang hồ. Thế cho mày quên cái xăm của tao này. Nhìn thế này. Nhìn chưa? Chơi cái gì? Chơi cái gì? Em gọi anh bảo. Điện việc thế nhở? Sao có sức bảo tay ra, mày chưa mắt gì này?
con nhỏ đổ nước mắm cho người tao. Mày xin lỗi cái gì? Hả? À? Chuyện ma à? Còn dừng lại cơ mà. Ôi. Mày lại can em. Rõ ràng là chúng nó trêu chị mình. Anh để em đánh vỡ mặt chúng nó ra. Xong rồi sao? Xong rồi mai chúng nó đến phá. Ngày kia chúng nó đến phá thì bao giờ mới kết thúc? Cũng tại anh và anh Khánh ấy. Hai anh chỉ thích an phận thủ thường. Tầm này là có tiền. Phải có thật nhiều tiền. Có tiền, có quyền là giải quyết được hết. Em kính trọng và nể trọng cách sống của anh, bản lĩnh của anh mới theo anh đến bây giờ. Anh nhìn anh lớn xem, đi đâu cũng một đám đàn em theo sau, rồi nhà lầu, rồi xe hơi. Còn anh em mình thì sao? Anh chị thì thức khuya dậy sớm, anh Khánh thì đi hát khàn cả tiếng. Được cái gì? Chú Tổ thôi đi. Anh Lâm bỏ giang hồ, tất cả là vì chị và gia đình. Chị hạnh phúc với điều đó. Anh Khánh thì thỏa với đam mê của mình, An phận thì đã sao? Sao cứ phải ganh đua ngoài xã hội làm gì? Để sống chết với tù tội không biết lúc nào. Không, em không thể nhìn anh chị mình như thế này được. Em phải khác. Em không thể để xã hội nó khinh mình được. Tố, nếu như mày bước ra khỏi đây thì từ bây giờ đừng coi tao là... Mời anh. Lâm Ly bảo em đến đây à? Dạ không, em tự đến. Cậu này là em biết anh này. Hôm nọ là mình có gặp ở sân bóng đấy. Trông cũng bản lĩnh phết đấy. Mình là Long. Lâm Ly với anh trước ở cùng trại. Cậu ấy trẻ, lì lợn, nhưng sống rất anh em. Khi ra trại, anh bảo nó về ở với anh, nhưng nó từ chối. Sao lại muốn theo anh? Anh có rất nhiều những đứa em theo anh mà không hiểu chúng nó muốn gì. Suy nghĩ kỹ chưa? Dạ rồi ạ. Làm việc luôn nhé. Vâng. Em và Tổ cùng mấy anh em đi thu tiền cho anh. Dạ. Tiền bạc xa hoa làm người ta dẫm lên nhau mà sớm. Đẹp tựa như hoa, thời gian trôi qua cũng sẽ già cả thôi. Tiền nhiều vô biên, lúc quy tiền có mang theo được xuống đáy mồ. Nhắm mắt là hết, còn lại được gì? Chỉ là giọt nước mắt, ai cũng vậy thôi, sống chỉ một lần, tại sao không yêu thương nhau? Chiếc lớn biển cao, xe hơi nhà lâu, hôm nay oai ngày mai ai biết, kiếp con người ta lô đề cờ bạc lắm vào, lỡ cả đồng tiền để chúng nó đến tận nhà chúng nó đòi nợ, thật không ra cái thể thống gì cả.
Tết này ăn cám nhá. Tôi biết rồi. Mấy bọn chúng nó không đánh đấy. Vào đi. Anh ơi, cảm ơn em nhé, hôm nay hát rất tốt. Anh gửi anh. Em cảm ơn anh. Em. Dạ. Em cảm ơn ạ. Em đi đi ạ. Chào em nhé. Em chào anh. Này người anh em, cuộc sống bon chen, đôi trắng tay đen. Tiền bạc xa hoa làm người ta dẫm lên nhau mà sống. Đẹp tự như hoa, thời gian trôi qua cũng sẽ già. Chồng em ạ. Lần sau anh tự đem tiền mà giải á. Thằng kia anh người kinh lắm. Dạ 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 vâng ạ. Ừ. Ôi trời ơi. Sao ra nông nỗi này anh ơi. Lần sau đừng có lô để bóng bánh nữa nhá. Chỉ còn lại chút tình người mà thôi. Nhắm mắt là hết, còn lại được gì? Có chăng chỉ là giọt nước mắt? Ai cũng vậy thôi, sống chỉ một lần. Tại sao không yêu thương nhau? Anh còn lại gì? Ăn chỉ đi. Còn lại nó Tân, nó phải tự lo chứ. Chút tình người mà thôi. Mời anh ạ. Đại ca. Ngồi đi. Đối với anh nhé. Làm tốt lắm. Dạ, em mời anh. Uống đi. Dạ. Thôi, uống đi. À, anh bảo này, từ giờ đến nhà anh uống rượu ấy, thì đừng mang theo cả đám vệ sĩ đấy em nhá.
Anh không còn giận em nữa chứ? Làm anh ăn thèm vác nặng mà. Anh hiểu tính mày, nên không phải là giận mà là lo. Giang hồ hiểm ác, những đứa càng làm được việc thì càng nhiều kẻ thù. Thế nào, dạo này ổn chứ? Dạ, anh lớn rất quý em nên mọi việc cũng xuôi anh ạ. Đợt này thời sự đang đưa tin rất nhiều về vấn đề đòi nợ và bảo kê. Làm cái gì thì làm cũng phải hết sức cẩn thận. Kiểu gì an ninh cũng thắt chặt đấy. Dạ, em biết rồi. Em mời anh. Cứ về đến nhà, nhìn mấy ông hồn con, nhìn như mấy thằng danh con đòi nợ. Sợ thật. Anh. Ơ, à, Tổ. Dạ. Sao dạo này trông ông bảnh thế nhở? Được đấy nhở. Vét vùng như ca sĩ. Ngày hôm nào cho anh mượn anh đi diễn phát nhở. Anh cứ đùa em. Rồi rót đi. Uống mừng ba anh em mình lâu lắm mới ngồi lại với nhau đấy. Vâng, thế ba anh em mình uống nhá. Sức khỏe các em nào. Dạ. Đâu ơi? Anh Tổ đang ở chỗ anh Lâm Lý anh ạ. Chuẩn bị rượu ngon cho ngày mai chưa? Mọi thứ em đã mua xong rồi. Nhưng mà mai sửa ai hả anh? Chúc mừng sinh nhật đại ca. Sao chú biết? Có gì lạ đâu anh, Facebook nó báo ngay ấy mà. Anh lâu lắm rồi không có phây viết gì cả. Thằng Long nó bảo là tối về xưởng nhà mình uống rượu đấy nhá. Ô thế ạ? Thế mà thằng Long nó lại bảo chiều em đi Quảng Ninh lấy tiền về cho anh. Đi Quảng Ninh à? Sao không thấy nó nói gì với anh nhỉ? Chắc là chuyện nhỏ. Chứ cái gì cũng nói với anh lại mệt đầu anh ra. Xong việc em về luôn. À này, anh có chuyện muốn nói với chú. Chúng mày ăn đi. Này, chúng mày sợ à? Anh lớn bây giờ, anh già còn đáng trí. Đấy, có Tổ quên tao luôn, quên luôn. Mà từ hồi thằng Tổ ở đây làm việc lớn, việc bé, anh giao cho thằng Tổ hết, chả xem tao ra cái gì. Mà chúng mày có nhớ không, chúng mình đã cùng anh lớn góp công xây dựng cho anh lớn có thanh thế như ngày hôm nay. Nhưng mà anh ơi, em thấy thằng Tổ nó làm được việc anh ạ. Nó giỏi võ. Mày muốn theo nó phải không? Dạ dạ không anh ạ. Tao nói cho mày nghe nhá, cả chúng mày cũng nghe nhá. Ở xã hội bây giờ ấy mà, giỏi thì phải khôn, mà tài ấy thì phải cứ như bây giờ ấy, thì có ngày cái thằng Tổ ấy nó leo lên đầu tao thì tao lấy cứt ra mà nuôi chúng mày ạ. Thôi giờ thế này, thằng nào sợ cút 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 cút, còn thằng nào muốn cùng tao thay máu thì ở lại.
đi, ăn đi. Đùa tí thôi, ăn đi, ăn đi. Ăn đi. Này, cho mày. Ăn đi. Nào nhìn lên nào. 2 3. Cảm ơn các chú. Vui vẻ nhé. Chơi hết mình. Uống nè. Uống đi. À uống nè. À, em ơi. Uống nè. Long à? Dạ. Bảo các chú nhà mình hôm nay chơi xả láng đi. Vâng ạ. Công việc để ngày mai. Anh yên tâm, em đã cho bọn nó đi nghỉ mát hết rồi anh ạ. À dạ. Chú xem gọi thằng Tổ nó về đến đâu rồi. Thằng Tổ ạ? Sao không thấy anh em dưới này nói gì chuyện từ Long Tổ nhỉ? Em đang gọi thằng Long từ nãy giờ chưa được đây. Em thử gọi cho anh lớn xem sao. Thôi, hôm nay sinh nhật anh ý, em không muốn nói chuyện công việc. Đợi nó về, anh có chuyện muốn nói với em và nó. Có chuyện gì thế hả anh? Cường ơi, anh em mình xây dựng đã bao nhiêu năm, anh nghĩ cũng đã đủ rồi. Anh muốn lớp trẻ như các chú điều hành. Anh thì nghỉ ngơi thôi. Chị và các cháu cuối tháng này về nước. Anh muốn đưa cả gia đình đi du lịch. Dạ. Đợi Tổ về rồi anh nói. Dạ. Anh Trường, anh Sơn, gặp hai cũng đã lâu, hôm nay mới có dịp. Em kính hai một ly. Uống đi, uống đi. Toàn anh em trong nhà mà. Ngồi đây. Nào chúng mày. Hết nha. Hết đây, hết nha. Hết rượu rồi. Để rượu đây. Mời đại ca đây. Chúc mừng sinh nhật đại ca nhá. Lên nha, lên nha. Đại ca ơi, có khi kiếm chỗ nào cho anh em vệ sinh cái nhỉ? Nhận chưa? Đại ca vừa gọi xong đấy. Vui gì? Còn vụ gì nữa? Đang giận hết cả tóc đây này. Liều ăn nhiều, ông Long điên lắm đấy. Không làm chết cả lũ. Tí nữa, cứ đến sớm muộn hơn tí.
Ý mày là để bọn nó ở đấy sửa anh lớn trước rồi mình đến sau à? Em mời canh một ly ạ. Ơ cái thằng này, mày ít cho tao. Ồ uống đi anh đùa. Anh đùa anh đùa. Uống đi uống đi. Tạo phản cái ánh lớn rồi. Và chắc chắn là nó sẽ xử cả làm tổ nữa. Bây giờ phải làm sao? Xin lỗi hai mẹ con. Có thể anh sẽ sai. Nhưng anh phải đi. Nhờ tí. Hai, ba.
Sơn, anh Trương, anh à! Đưa anh Trương đi đi. Thấy là mày vào đây là một sai lầm không? Đấy, cả mấy cái người mà nhận mày cũng sai lầm trong giang hồ ấy, mà sai lầm thì phải trả giá bằng tính mạng đấy. Có một sự thật mà mày không biết. Gì gì? Thời gian tới này anh muốn bàn giao tất cả công việc lại cho thằng Long, nhưng mà thằng này nó nông nổi bồng bột. Anh muốn em sát cạnh bên nó, phụ giúp nó một tay. Dạ vâng ạ. Và bây giờ mày cũng không đáng được biết. Thôi biết làm cái gì. Bây giờ cái giang sơn này là của tao rồi, biết làm cái gì. Mày không giống một thằng giang hồ, mà mày giống một thằng điên. Ba ở lại, còn lại theo tôi. Anh, bây giờ phải làm sao hả anh? Mày không dính dáng gì đến chuyện này. Tất cả hãy để anh nhận hết. Ra đi. Thank you.
Lại một ngày nữa sắp trôi qua rồi, ngồi nơi đây nhìn mặt trời xuống núi, ăn năn sám hối để đời thư tha. Bao nhiêu tội lỗi của ngày hôm qua như vết dao cắt ngang lòng ta. Mặt trời đã khuất phía xa chân trời, màn đêm rơi rơi vào bóng tối. Con nấm mộ tan của thằng bạn tôi, nó đã lìa đời khi vừa đôi mươi. Ôi xót thương thay một kiếp tu đây. Đã có những lúc ta ngồi nghĩ, bao năm dọc ngang để được gì, em yêu cũng đã bỏ ta đi. Anh dạo này nhìn già quá. Ở trong này già trẻ thì quan trọng gì hả em? Thì đã đi thăm thằng Tổ chưa? Vì nó, vì cái tham vọng quyền lực và tiền bạc của nó mà anh mới ra cái nông nỗi này. Em còn chả biết anh em mình cứu nó là đúng hay sai nữa. Đã coi nhau là anh em thì đúng sai không quan trọng, quan trọng là dám vì nhau hay không thôi. Dạo này thế nào rồi? Em ổn. Tổ nghiệp thương cho nên mọi người cũng biết đến cái tên Vũ Duy Khánh nhiều anh ạ. Anh tin mày sẽ làm được. Cố lên. Vâng. Thế dạo này có gặp Vi không? Em có qua nhà, nhưng mà thấy đóng cửa suốt anh ạ. Hàng xóm nói mẹ con bỏ vào Sài Gòn rồi. Anh, mọi người nói ngủ gấu kỉnh lắm. Đã bao đêm ta trong mộng tối, nghĩ đến em mà ta nhói lòng. Ta đang đau người có biết không? Ai thương ta một đã giang hồ. Đi vào đi. Trật tự. Anh ơi, anh ăn đi. Đồ này em thấy anh gầy lắm. Ngồi xuống.
Mặt trời đã khuất phía xa chân trời, màn đêm rơi rơi vào bóng tối. Con ấm mộ tan của thằng bạn tôi, nó đã lìa đời khi vừa đôi mươi. Ôi xót thương thầy, một kiếp tu đời. Đã có những lúc ta ngồi nghĩ, bao năm dọc ngang để được gì. Em yêu cũng đã bỏ ta đi, đường về mịt mù không lối. Ôi thân ta mang bao tội lỗi, lao như con thiêu thân vì anh em. Phát súng cuối cùng vang trong đêm, rồi gục đầu một mình ta nhận hết. Yeah. Ôi những năm tháng nơi trại giam, thân xác ta giờ đây hoang tàn. Nơi phương xa người yêu dấu ơi, gửi đến em một lời xin lỗi. Đã bao đêm ta trong bóng tối, nghĩ đến em mà ta nhói lòng. Ta đang đau người có biết không, ai thương ta một khắc. Cũng đã bỏ ta đi, đường về mịt mù không lối.